việc tiêm vaccine cho người dân đang là một trong những việc làm được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng việc bố trí không gian tiêm như thế nào để đảm bảo khoảng cách an toàn cho tất cả mọi người là điều quan trọng nhất. Và việc không kiểm soát được sẽ dẫn đến hậu quả rất khó lường. Và mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã phải khẩn trương chỉ đạo tạm dừng việc tiêm vaccine tại xã Mai Trung sau khi xảy ra tình trạng người dân đi tiêm vaccine COVID-19 tụ tập đông như đi trại hội. Theo phản ánh của một số người dân cho biết, họ đã nhận được thông báo về việc các công nhân trong và ngoài tỉnh tại địa phương sẽ được tiêm phòng vaccine COVID-19 tại trụ sở nhà văn hóa xã Mai Trung, Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Một người dân tại địa phương cho biết, khi anh đi ngang qua thì nhìn thấy rất đông người đang chen lấn, không đảm bảo việc giữ khoảng cách. Việc chính quyền địa phương không có phương án cho người dân đứng giãn cách khi tiêm vaccine sẽ khiến anh và nhiều người khác rất bức xúc và lo lắng. Trong suốt một thời gian qua, bản thân tôi và nhiều người đã rất nỗ lực, vất vả, tình nguyện tham gia các công tác chống dịch, chỉ mong dịch sớm được đẩy lùi. Qua đây rất mong người dân đừng chủ quan, tự chấp hành các quy định của nhà nước. Tối ngày 8 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa cho biết, sáng ngày 8 tháng 6, địa phương đã phản ánh lên, huyện đã nắm được thông tin. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã có chỉ đạo tạm dừng việc tiêm vaccine. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ có văn bản chấn chỉnh lại các địa phương, đồng thời có văn bản hướng dẫn tới tất cả những địa phương khác thực hiện đúng các nguyên tắc phòng dịch khi triển khai tiêm vaccine COVID-19. Đây là bài học cho địa phương về việc tổ chức cũng như ý thức của người dân về phòng chống dịch bệnh, phải lên một kế hoạch cụ thể và chi tiết để đảm bảo an toàn cho người dân nhất có thể. Việc người dân đi tiêm vaccine không đảm bảo khoảng cách đôi khi sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.